Chào các bạn, hôm nay chúng ta cùng nhau làm lòng heo xào nha. Lâu rồi mình mới ăn lại món này á. Mình sẽ sử dụng là 500g lòng heo đã được làm sạch. Mình sẽ luộc lòng heo với ít gừng, hành tím và mình đã cho vào đây là một ít muối. Mình luộc sôi lên thôi. Như vậy là lòng heo của mình đã được rồi nha mấy bạn. Mình luộc xong rồi á, lòng heo chín thì mình sẽ vớt ra cho vào một thau nước lạnh nha. Sau đó mình vớt ra và để cho ráo nước, cắt thành những miếng nhỏ vừa ăn. Đây, lòng heo mình sau khi đã cắt xong rồi, mình sẽ ướp lòng heo một muỗng canh đường, nửa muỗng cà phê muối và nửa muỗng hạt ve hạt nêm, thêm 1/4 muỗng cà phê tiêu, vào đây một muỗng cà phê dầu hào, 2 muỗng canh nước tương, 1/4 muỗng canh tương ớt. Cái nếu bạn thích ăn cay thì có thể cho thêm tương ớt nha. Trộn lên, trộn đều lên, mình ướp 30 phút. Mình sẽ dùng 2 tép tỏi ra, mình băm nhuyễn 2 tép tỏi này. Bạn thích ăn tỏi nhiều thì cũng có thể cho thêm nha. Băm nhuyễn tỏi. Mình dùng 2 quả ớt thôi, thì mình không có ăn cay được. Còn bạn thích ăn cay thì bạn có thể tăng cái lượng ớt lên. Mình cũng băm nhuyễn ớt luôn. Mình cho mỡ vào chảo, mỡ mẹ mình mới thắng á. Còn nếu không thì bạn có thể cho dầu vào. Mình cho tỏi băm vào, ớt băm vào, khi vàng lên. Sau đó thì mình chuẩn bị cho cái lòng mà mình đã ướp xong rồi, mình có được 30 phút vào. Mình xào lên. Mình nghe mùi thơm lắm luôn rồi đó nha. Bây giờ mình cho ra dĩa nè. Mình có trang trí thêm mấy cái dưa leo quá, nhìn cho nó đẹp đẹp chút. Rồi mình thưởng thức thôi. Mình sẽ chấm với nước tương tỏi ớt. Nếu bạn thích video của mình á, hãy cho mình một like nha, chia sẻ và đăng ký kênh của mình. Cảm ơn các bạn.